Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip hai mặt kính của máy Google Pixel 3XL nha các bạn. Các bạn trong quá trình khách xài, khách làm vỡ tay làm rớt nó vỡ một kính phía trước nha các bạn. Màn hình hiển thị còn ok. Trước khi thay mặt kính thì mình sẽ test lại màn hình và cảm ứng nha các bạn. Con này mình đã tháo sẵn rồi nha các bạn. Để tiết kiệm thời gian các bạn xem á, mình chỉ giới thiệu đến cái quá trình thay mặt kính bên mình thôi. Bây giờ mình tiến hành tắt màn, mình tháo màn hình ra, mình cắt mặt kính ra nha các bạn. Mình sẽ dùng lá bài mình đòn vô mấy nữa. Các bạn, màn hình này do mình tháo sẵn để tiết kiệm thời gian các bạn xem á. Tiếp theo giờ mình sẽ dán cái màn kia, mình dán cái mặt kính trên này lại cho nó dễ kính, trong quá trình mình cắt nó không bị rớt ra nha các bạn. Mình đã tháo nút lo ra mình mới cắt được nha các bạn. Câu cáp nó nhìn tựa tựa giống như cái Samsung S8 nè. Con này nó to hơn một xíu. Con cáp nó cũng tựa tựa. Con này là màn Super AMOLED nhưng mà màn dẻo nha, nhưng mà nó là màn thẳng. Rồi giờ mình sẽ lấy lại cái bàn nhiệt, mình bỏ lên bàn nhiệt mình cắt nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành cắt cái mặt kính này ra nha các bạn. Mình sẽ dùng miếng ni lông mình luồn vô để lấy mối ra, mình vô chỉ nha các bạn. Do trên nó là tay thỏ là mình sẽ cắt dưới đít lên nó dễ hơn. Này mình nếu mình thấy gỗ cáp là màn hình với lại cảm ứng nó là đi chung nha các bạn, nó không có đi rời nha các bạn. Cảm ứng sẽ kết hợp trên màn hình luôn. Đây các bạn, màn hình nó rất là mỏng, các bạn chỉ mình đưa tới đâu là nó phồng trên màn hình, trên nó đồng, các bạn thấy không? Sẽ gấp cái mỹ
tuyển dụng này ra cho nó an toàn nha các bạn. Đây các bạn, màn hình thôi mình cắt ra nha các bạn. Này như nãy mình nói là màn hình nó là màn hình dẻo các bạn, cắt ra nó không dẻo. Rồi bây giờ tiến hành vệ sinh cái keo này để sạch sẽ để mình ép nha các bạn. Cái keo này là do cái màn hình này đã ép được rồi nha các bạn. Còn keo zin thì nó khác. Chắc mình phải tha miếng nước để mình lấy ra cho nó dễ nha các bạn. Tại keo này là keo ép rồi. Đây các bạn, tha nước như vậy. Đừng có tha nhiều quá nha các bạn. Nhúng vô cái khăn cho nó ướt cái khăn rồi mình tha là nó vừa luôn. Vệ sinh keo cũng sạch rồi nha các bạn. Đây các bạn, sau khi mình vệ sinh thì cái màn hình nó bóng lên nha các bạn. Sạch cũng sạch rồi đó. Để mình về vệ sinh ra qua cái nữa là mình sẽ ép một cái mới vô cho các bạn xem nha. Kính thì cho nó sạch sẽ. Kính này mình vô keo sẵn rồi nha các bạn. Này mình cũng làm thủ công thôi, mình tự mình cắt mình vô keo ha. Lấy chiếc lông mình sẽ vẽ lên cái miếng keo bự á. Còn một cái mình cắt dọc mình cắt cho mình cán lên thôi. Tại keo này chắc keo ngoài chưa có nên thôi mình sẽ làm thủ công. Các bạn nào mà gặp không khéo các bạn có thể làm keo lên màn hình cũng được. Rồi mình giờ mình sẽ hành lọt keo mình vào màn hình như vậy. Rồi mình sẽ đặt lên cái đế mình bỏ vô máy mình ép nha các bạn. Bỏ vô máy này mình nếp cho nó hút chân không cho nó sạch bọt luôn. Cái hút xong rồi. Đây các bạn, mình dập 2 kg nha. Rồi mình cho hút là 150 giây. Nhiệt thì mình để xuống 50 độ là được. Nhiệt cũng không cần. Nó dập xuống rồi nha các bạn. Giờ mình xem kết quả.
nó dính cái hành lên cái mạng gặp. Đây, nó dính cái miếng ấy lên. Đây nha các bạn, sau khi mình hành mình ép xong cái bột này, giờ mình cứ ngâm bỏ vô máy hấp phải này chắc hết khoảng 5 phút là hết rồi. Giờ mình bỏ vô máy mình hấp luôn nha các bạn. Bạn coi không, cảm người máy mình để dùng kẹt lên coi nó hơi khó. Hấp khoảng 5 phút rồi mình thả lấy ra nha. Đây mình hấp 4 phút rồi nha các bạn. Mình chắc hấp 4 phút rồi nên mình xả. Đây các bạn, mình hành hết bột luôn nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình test lại cho các bạn xem luôn nha. Con này dây nhỏ nó tựa tựa giống như sau đây đó các bạn. Dây tùm lum hết. Tôi gắn ngoài mình test cho các bạn xem thôi. Đây mình lau qua mình sạch sẽ lắm. Mình keo bận bận dơ quá. Đây các bạn, lên chữ Google rồi đó các bạn. Các bạn hoàn thành ok nha các bạn. Em viết cảm ứng lại luôn. Cảm ứng ok luôn nha các bạn. Đây các bạn. Ăn vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cái quá trình hay một kính Google Pixel 3 X đợi bên mình nha các bạn. Do là nãy mình không có quay cái trình mình áo máy cho các bạn xem nên tới đây mình sẽ lên cái clip tại đây nha các bạn. Thì tháo lắp thì nó cũng đơn giản mà, mình chỉ quay cái công đoạn mà khó khó cho các bạn xem, các bạn tham khảo thôi. Nếu các bạn thấy hay các bạn hãy like và share ủng hộ kênh mình nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip khác.